Theo Bộ trưởng Quốc phòng Carter, Washington sẵn sàng hỗ trợ các đối tác có năng lực trong việc tấn công IS hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc triển khai quân đội trên bộ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Joseph Dunford, cũng nói tại phiên điều trần rằng sẽ xem xét việc đưa lính Hoa Kỳ chiến đấu cùng lính Iraq chống IS nếu điều đó cải thiện cơ hội đánh bại IS. Tướng Dunford chỉ ra bốn lý do cho việc triển khai lính Hoa Kỳ cùng lính Iraq sẽ hữu dụng, đó là tăng cường sự gắn kết trong các chiến dịch quân sự, đảm bảo cung cấp hậu cần hiệu quả, thúc đẩy thông tin tình báo và cải thiện việc cung cấp vũ khí. Trước đó, liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu và lực lượng người quốc thực hiện một chiến dịch tấn công IS tại miền Bắc Iraq giải cứu hàng chục con tin khỏi bị IS hành quyết. Lầu Năm Góc đã cho rằng đây là chiến dịch thể hiện tính hiệu quả trong nhiệm vụ viện trợ vũ khí và quân sự cho Iraq và khẳng định Hoa Kỳ không cần trực tiếp tham chiến. Tuy nhiên, Bộ trưởng Carter muốn quân đội Hoa Kỳ sẽ thực hiện nhiều hơn các chiến dịch kiểu này ở cả Iraq và Syria bởi nó thể hiện sự kiên trì của Hoa Kỳ trong việc đẩy lùi IS. Ông Carter cũng nhận định một lính biệt kích Hoa Kỳ, Joshua Wheeler đã thiệt mạng trong chiến dịch vừa qua. Đây là lần đầu tiên Washington có tổn thất về người tại Iraq từ năm 2011.